Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Roterpen được sản xuất tại FT Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Zotopen cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Zotopen Itorico e 120mg Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Zotopen Điều trị cấp tính và mãn tính các dấu hiệu và triệu chứng bệnh viêm xương khớp Điều trị viêm cuộc sống dính khớp Điều trị viêm khớp thống phong cấp tính Giảm đau cấp tính và mãn tính Điều trị chứng đau bụng kinh nguyên phát Chống chỉ định khi dùng thuốc Zotapen Mẫn cảm với thành phần thuốc Tiền sử hen, mề đay, dị ứng aspirin trên NCs. Suy tim sung huyết, NIHA 2-4 Tăng huyết áp liên tục lớn hơn 140 trên 90 mmHg chưa được kiểm soát đầy đủ Bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch ngoại biên và trên hoặc bệnh mạch máu não đã được xác định, bao gồm mới phẫu thuật ghép bắc cầu động mạch vành hoặc tạo hình mạch máu. Chai đến pu 10 hoặc albumin huyết thanh nhỏ hơn 25 g trên l, loét dạ dày đến tá tràng hoạt động, chảy máu tiêu hóa. Bệnh thận tiến triển nặng, CLCR nhỏ hơn 30 ml trên phút. Không nên sử dụng ARCOXIA như liệu pháp kết hợp với NSAID khác. Liều dùng và cách dùng thuốc Zotopen. Viêm xương khớp, thoái hóa khớp, 30mg hoặc không quá 60mg ngày một lần. Viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống dính khớp, tối đa 90mg ngày một lần. Đau vừa sau phẫu thuật nha khoa, không quá 90mg ngày một lần, tối đa 3 ngày. Viêm khớp thống phong cấp, gút cấp, không quá 120mg ngày một lần, tối đa 8 ngày. Đau cấp tính, đau bụng kinh nguyên phát, không quá 120mg ngày một lần, tối đa 8 ngày. Người cao tuổi, giới tính, chủng tộc, không cần chỉnh liều. Suy gan, chai đến pu 5 đến 6, không quá 60mg ngày một lần. Chai đến pu 7 đến 9, giảm liều, không quá 60mg 2 ngày một lần, có thể 30mg ngày một lần. Suy thận, CLCR 30ml trên phút, không cần chỉnh liều không cần chỉnh liều theo tuổi trên giới tính trên chủng tộc. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Zotapen. Vì nguy cơ tim mạch tăng theo liều và thời gian dùng chất ức chế chọn lọc Cox đến 2, nên dùng thuốc thời gian ngắn nhất với liều thấp nhất có hiệu quả. Chất ức chế chọn lọc Cox đến 2 không thay thế aspirin trong dự phòng tim mạch vì không có tác dụng trên tiểu cầu. Bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rõ, tăng huyết áp, tăng lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc, Dùng cùng lúc axit ACETYLSALICYLIC có tình trạng mất nước đáng kể, bù nước trước khi sử dụng. Tiền sử thủng loét và xuất huyết tiêu hóa, 65T, từng có cơn hen cấp, bị mề đay, viêm mũi trước đó do cảm ứng thuốc nhóm salicylates hoặc chất ức chế cyclooxygenase không chọn lọc, đang điều trị bệnh nhiễm trùng. Theo dõi giữ nước, phù, tăng huyết áp ở người đã có sẵn tình trạng giữ nước, tăng huyết áp, suy tim giám sát chức năng thận ở bệnh nhân giảm chức năng thận, suy tim mất bù, sơ gan đáng kể từ trước. Có thai, dùng trong hai quý đầu nếu lợi ích vượt trội nguy cơ. Cho con bú, ngưng thuốc hoặc ngưng cho bú. Trẻ em, chưa xác lập tính an toàn và hiệu quả. Tác dụng phụ của thuốc Zotapen Giảm tiểu cầu, phản ứng quá mẫn, phản ứng phản vệ trên giả phản vệ bao gồm sốc, tăng ca huyết, lo lắng, mất ngủ, lẫn lộn, ảo giác, trầm cảm bồn chồn, rối loạn vị giác, ngủ gà, nhìn mờ, suy tim sung huyết, hồi hộp trên đánh chống ngực, đau thắt ngực, nhịp tim nhanh, cơn tăng huyết áp kịch phát, co thắt phế quản, đau bụng, loét miệng, loét đường tiêu hóa bao gồm thủng và xuất huyết, nôn, tiêu chảy, viêm gan, trứng vàng da, tăng AST trên an, phù mạch, ngứa, ban đỏ, phát ban, hội chứng Stevens đến Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc mề đay. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zotapen, đồng thời biết cách sử dụng Zotapen sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.